Hello, xin chào em, chào mừng em đã quay trở lại với review Smartphone Studio. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một thông tin khá đặc biệt, đó chính là những chiếc điện thoại đời 2023 sẽ được tích hợp module 5G do chính Apple xây dựng nên. Và Qualcomm đang khá là buồn khi mà nghe tin này. Thì Qualcomm đã gián tiếp xác nhận về việc Apple sử dụng module 5G cây nhà lá vườn cho phần lớn iPhone sản xuất vào năm 2023. Apple có thiên hướng sử dụng chip do chính họ phát triển. Sau vi xử lý Apple A-Series thì tiếp theo sẽ đến với dòng lượt là module 5G, mặc dù thời điểm ra mắt và áp dụng module 5G do chính Apple chế tạo vẫn chưa được tiết lộ, nhưng mới đây trong một số cuộc họp với các nhà đầu tư giám đốc tài chính, Qualcomm đã gián tiếp xác nhận mốc thời gian trên. Theo đó, vị giám đốc của Qualcomm đã nói rằng số lượng trong đơn hàng module 5G của Apple dành cho Qualcomm sẽ giảm xuống chỉ còn 20% trong năm 2023. Vậy điều này ngụ ý về việc Apple sẽ sử dụng module 5G do chính họ phát triển, không còn phụ thuộc quá nhiều vào module của Qualcomm nữa. Trước đó, Apple đã mua lại mạng kinh doanh module 5G của Intel. Tuy nhiên, Qualcomm sở hữu một số bằng sáng chế liên quan đến công nghệ 5G, vì vậy Apple và Qualcomm đã có một thỏa thuận cấp phép sử dụng trong vòng 6 năm. Điều này có nghĩa là Qualcomm vẫn được nhận tiền bản quyền cho mỗi module 5G của Apple sử dụng trên iPhone tương lai. Dòng iPhone 13 hiện tại đang dùng module Qualcomm Snapdragon X60, tuy nhiên không giống như module X60 được tích hợp vào chip Snapdragon 888. Chúng tách biệt với chip A15, điều này đồng nghĩa với việc tiêu thụ năng lượng cao hơn một chút, nhưng chip A15 hoạt động rất là hiệu quả, vì nên bù đắp cho lượng điện mà module 5G sử dụng. Một module 5G của Apple có thể tích hợp vào chip A17 trong năm 2023. Điều này có nghĩa là giúp đảm bảo thời lượng pin tốt hơn và giảm lượng nhiệt tỏa ra trên dòng iPhone 23. Bạn mong đợi gì về những chiếc điện thoại năm 2023? Thì các bạn hãy để lại bình luận phía dưới cũng như là một đăng ký kênh cũng như là một like để ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã làm nhiều.